cải lương cũng rất là nổi tiếng. Cho nên quý vị cùng nghe lại ba câu vọng cổ trong vở tuồng Báo Nhuộm Sơn Chùa. Và bài hát này Thanh Nhuận xin phép được hát chung với một em gái, một đồng hương, một người nghệ sĩ cũng trẻ đẹp mà cầu tiến với nghề. Mong em sẽ phát triển nhiều hơn nữa đối với nghề và gửi tặng tất cả quý vị. Son nha. Làm cái này chết à. Dạ thưa bà. Kìa, ông là ai? Tôi là một lữ khách từ miền xa xôi lắm, đạp xuống hàng gió tuyết trở về đấy. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Nhưng chuyện gì? Chuyện của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ sắp đăng trình. Đêm qua tôi cập về nơi hò hẹn thì mới biết người con gái đó đã sang ngang. Thôi, ông đừng làm cho tôi tin bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin bà hai dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi để cho bà bình yên bước lên chiều cương. Nhưng đó là quyết định của sơn máu thì làm sao em cãi lời người chứ được? Không, no, never. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng làm vợ của người ta. Còn tôi chỉ là một kẻ sống bên lề hạnh, có tiếc thương cũng đành ly biệt. Mong mi nào rồi cũng tàn cuộc giữa sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân nơi triền đồi có lạ lắm, nghe tiếng trên quyền rộn ràng kêu sầu thâm ca. Đó là lúc bà được sống bình yên bên cạnh người chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, tôi sống hồ vui lắm bước chân. Rất nhiều. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn. Ủa, nó ở nhà.
Xin được thay lời giọng hát của năm nghệ sĩ Thanh Nhường và Xuân Trang, trân trọng cảm ơn đại gia đình của chúng ta đã cổ vũ những kịch độc Tuy Thắm. Và bây giờ